nhưng mà cũng là một cái dịp mình tự quá trình mình làm, mình tự khắc họa lại, mình hiểu biết sâu sắc hơn, mình xác định rõ hơn cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ, cái công việc của mình. Ở đó các bộ phận sẽ hiểu là gì, trong toàn bộ hệ thống của chúng ta có, ngoài chúng ta ra có các bộ phận khác làm gì, làm ra làm sao để chúng ta hiểu. Một mặt là thông cảm, chia sẻ, mặt thứ hai là chúng ta phối và kết hợp với nhau. Hội thảo cuộc sống là một nơi để chúng ta chia sẻ những gì chúng ta suy nghĩ. Điều thứ hai đó là đâu là những cái tiêu chí để xác nhận là những cái đề xuất của chúng ta đúng hay sai. Đó là tầm nhìn, đó là sứ mệnh. Nếu mà cái gì sai với sứ mệnh thì là nó sai, cho dù có lợi hay không có lợi. Một điều rất cơ bản nữa của luật trời từ năm 2020 trở đi, đó là luật trời không còn kinh doanh nữa. Để thực hiện được tầm nhìn và sứ mệnh thì luật trời rút ra khỏi thị trường, không kinh doanh. Luật trời tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, có nghĩa là luật trời không tìm kiếm tối đa hóa doanh thu trên một đơn vị diện tích. Hay nói cách khác theo ngôn ngữ tài chính á, luật trời không phải là profit center, luật trời là cost center. Thì cách duy nhất để luật trời cam kết được cái lợi nhuận của mình, đóng góp của mình cho xã hội và cho cổ đông cũng như cho cán bộ công nhân viên, đó là tăng diện tích xử lý là về mặt đầu tư nông nghiệp, thì tối thiểu chúng ta phải đạt được là 30% tổng diện tích cây trồng phải được xử lý bằng sản phẩm của luật trời, cho dù là thương mại hay tự sản xuất. Đối với dịch vụ nông nghiệp thì cũng phải đạt 60% diện tích nông nghiệp sẽ do công ty dịch vụ nông nghiệp cung cấp dịch vụ. Luật trời phải đảm bảo được điều đầu tiên, đó là hiệu suất, tỷ suất lợi nhuận trên 1 hectare canh tác. Cái mức trung gian của lợi nhuận trên 1 hectare canh tác đó là tổng chi phí dịch vụ trên 1 hectare, tổng chi phí vật tư nông nghiệp trên 1 hectare. Còn thấp hơn nữa là tổng số giờ máy dịch vụ trên 1 hectare và tổng lượng hóa chất trên 1 hectare. Chúng ta đi từng bước như vậy để đạt cái cuối cùng, đó là lợi nhuận cho bà con nông dân. Luật trời là đơn vị dịch vụ nông nghiệp, thì mục tiêu của luật trời đó là 60% diện tích phải được dịch vụ, phải được cung cấp dịch vụ, phải được đảm bảo năng suất, phải được đảm bảo môi trường cho con người của luật trời. Đối với người tiêu dùng thì chúng ta đã đảm bảo rằng là sản phẩm mà do luật trời sản xuất hoặc luật trời cung cấp dịch vụ thì phải được yên tâm để đảm bảo rằng là những đối tác của chúng ta có sự ổn định. Đối với cổ đông cũng vậy, chúng ta sẽ nhận cổ đông, hiện nay chúng ta nhận cổ đông là tất cả chúng ta ngồi đây là người nhận tiền cổ đông là 800 tỷ và nhận của cổ đông là 2.600 tỷ theo giá trị sổ sách, giá trị tài sản. Thì chúng ta phải cam kết với cổ đông một chuyện, đó là tối thiểu mỗi năm phải làm ra 400 tỷ, tức là 2 năm hoàn vốn một lần, hoặc là chúng ta phải làm ra 15% của giá trị tài sản